vì sao tình cũ của trưởng công an xã Nam trong phố trong làng gây thương nhớ sâu đậm cho người xem. Xem phố trong làng, bất kỳ ai cũng phải chú ý tới nhân vật cô người yêu cũ của nhân vật chính, tức trưởng công an xã Nam. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua một vài tập, tuy nhiên, nữ nhân vật này vẫn gây thương nhớ sâu đậm cho người xem bởi vẻ đẹp sắp nước hương trời, lấn lướt dàn nữ chính trong phim. Nữ diễn viên thủ vai tình cũ của Nam ngoài đời tên là Đào Thúy Hường. Phố trong làng là bộ phim thứ hai mà Thúy Hường tham gia. Năm 2020, Thúy Hường từng gây ấn tượng mạnh với khán giả màn ảnh nhỏ qua vai Hải Mi trong Hồ Sơ Cá Sấu. Thúy Hường sinh năm 1999, là thủ khoa đầu vào của khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ít ai biết Thúy Hường là nữ diễn viên nhỏ tuổi nhất trong số các diễn viên nữ trong phố trong làng. Hiện cô nàng mới đang là sinh viên năm cuối và sắp tốt nghiệp. Ngoài đời, Thúy Hường sở hữu sắc vóc mảnh mai và vẻ đẹp ngọt ngào. Về phong cách ăn mặc, nữ diễn viên 23 tuổi ưa chuộng phong cách bánh bèo và sexy. Trên trang cá nhân, cư dân mạng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh nóng bỏng của Thúy Hường.